giải thoát nhập niết bàn cũng nhờ giữ giới. Bởi các đây cho nên chư Phật tử phải đang thọ trì giới luật cho được trong sạch, đừng để lầm nhân. Sa thú lành thay, mẹ con xin sám hối trước Tam Bảo. U tam mang ghe na wan de hang pa da pang sung wa ru tam mang bu te yo khali to do so bu to khama tu tang ma mang. Con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ quy trần dưới chân Đức Phật, là đấng chí tôn chí thánh. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến Phật bảo, cú xin Phật bảo xá tội lỗi ấy cho con. Uttamang ghe na wan de hang tham man cha du vi thang wa rang tham me yo khali to do so tham mo kham tu tang ma mang. Con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai hạng pháp bảo là pháp học và pháp hành. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến pháp bảo, cú xin pháp bảo xá tội lỗi ấy cho con. Uttamang ghe na wan de hang sang khang cha du vi tho tam mang sang khe yo khali to do so sang kho khamatu tang ma mang. Con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai bậc tăng bảo là Phạm Tăng và Thánh Tăng. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến Tăng Bảo, cúi xin Tăng Bảo xá tội lỗi ấy cho con. Nhà chúng con kính cung thỉnh sư chúc phúc đến đạo tràng. Phật Bà Tu Sa Phật Mạng Ga Lăng Ra Khăn Tu Sa Phật Hệ Hoa Ta Sa Phật Bồ Tát Hai Nô Khoa Quê Nà Sa Đà Sô Thi Phật Huynh Tu Tê Phật Bà Tu Sa Phật Mạng Ga Lăng Ra Khăn Tu Sa Phật Hệ Hoa Ta Sa Phật Thâm Ma Nụ phà quê nà sà đà sô thị phú văn tu tê phú vật tu sập phú măng gá lăng rắc khăn tu sập phú nệ quà ta sắp phá sân khá ai. Nụ phà quê nà sà đà sô thị phú văn tu tê tất cả hạnh phúc hằng có đến người, cầu xin chư thiên hộ trì đến người. Do nhờ quả đức của chư Phật, do nhờ quả đức của giáo pháp, do nhờ quả đức của chư Tăng, các sự thành lời thường thường đến người. Sô a tha la tho su vi to vi ru na ho bu ta sa ta ne a ro go su vi to ho i sa ha cha pe nya ti pe sa a tha la tha su vi ta vi ru na ha bu ta sa ta ne a ro ga su vi ta ho i sa ha cha pe nya ti pe te a tha la tha Sư Vị Tạo Vô Rô Ná Hạ Bồ Tát Sa Sa Nê A Rô Gà Sư Vị Tạo Hô Tha Sa Hạ Sa Bê Hiệt Nhà Tị Phiên. Cầu xin cho các thiên tín được sẽ lợi ích, được sẽ an vui, được sẽ tấn hoa trong đường Phật Đạo. Cầu xin cho các thiên tín khỏi bình hoàng, được an vui cho mình và những người trong gia quyến cả thai. Sì Thị Yà Chân A Gà Tha xin tham ăn tôi xin tham ăn tôi xin tham ăn tôi đang phát lăng ê ta sư minh ra ta na ta giá sư minh xăm bá xa đà na chê ta xô. Cầu xin cho quả của tâm tinh thành tam bảo cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Sa thu lành thay, nghe con xin hồi hướng công đức. Yang kin chi kusala kam mang ka ta bang kiri yang mamaka ye na vaja manasa tida se sugatang katang ye sa ta sa nino a ti ye cha sa ta a sa nino katang pu na palang mai hang sa pe fa gi fa wan tu te ye tang ka tang su vi di tang din nang pun ya pa lang ma ya ye cha tat tha na cha nan ti de wa gan toa ni ve da yum sa be lo kam hi ye sa ta chi wan ta ha ra he tu ka manun yang po cha nang sa be la phan tu ma ma che.
Tassati. Bất cứ thiện nghiệp nào là hành động đáng được làm với thân khẩu ý của tôi đều tác thành đến cõi trời đầu lợi. Có chúng sanh hữu tưởng nào, có chúng sanh vô tưởng nào, tất cả các vị là người chia phần phước quả mà tôi đã làm. Chúng sanh nào đã khéo hay biết những công đức tôi hồi hướng, xin hãy tùy hỷ. Chúng sanh ở nơi nào không hay biết, xin chư thiên sau khi đi hãy báo truyền cho họ rõ. Tất cả chúng sanh nào sống trên thế gian do nhân vật thực, xin hãy thỏa thích nhận phần phước vật thực cho tôi hồi hướng với tâm hoan hỷ. Ý đằng nô nhà ti năng hồ tu su khi ta hồn tu nhà ta yô. Ý đằng quá tâm mê bù nhàng à sa hoa khai yô hoa hằng hồ tu. Do sự phước báu mà chúng con đã trong sạch làm đây, xin hồi hướng đến thân bằng quyến thuộc đã qua vãng, cầu mong cho các vị ấy hằng được sự an vui. Do sự phước báu mà chúng con đã trong sạch làm đây, xin hồi hướng đến thân bằng quyến thuộc còn hiện tại, cầu mong cho các vị ấy hằng được sự an vui. Do sự phước báu mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy là mối duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngủ ngầm nơi tâm. Không đọc xin đọc bài rải tâm bác ái. Sabbe puratima yadisa yasata avera sukhi hontu. Nguyện cho tất cả chúng sanh trong hướng đông đừng có hoàn trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui. Sabbe puratima yadisa yasata avera sukhi hontu. Nguyện cho tất cả chúng sanh trong hướng đông nam đừng có oan trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui. Sabbe dakhina yadisa yasata avera sukhi hontu. Nguyện cho tất cả chúng sanh trong hướng nam đừng có oan trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui. Sabbe dakhina yanudisa yasata avera sukhi hontu. Nguyện cho tất cả chúng sanh trong hướng tây nam đừng có oan trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui. Sabbe pachima yadisa yasata avera sukhi hontu. Nguyện cho tất cả chúng sanh trong hướng tây đừng có oan trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui. Sabbe pachima yanudisa yasata avera sukhi hontu. Nguyện cho tất cả chúng sanh trong hướng tây bắc đừng có oan trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui. Sabbe uttara yadisa yasata avera sukhi hontu. Nguyện cho tất cả chúng sanh trong hướng đừng có oan trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui. Sabbe uttara yadisa yasata avera sukhi hontu. Nguyện cho tất cả chúng sanh trong hướng đông bắc đừng có oan trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui. Sabbe uparima yadisa yasata avera sukhi hontu. Nguyện cho tất cả chúng sanh trong hướng trên đừng có oan trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui. Sabbe hetima yadisa yasata avera sukhi hontu. Nguyện cho tất cả chúng sanh trong hướng dưới đừng có oan trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui. Sabbe satta avera hontu sukhita hontu nidukha hontu abhyapaccha hontu andikha hontu dikha yukha hontu aroga hontu sampati samvicchantu sukhi attanang pariharantu dukha patta chanit dukha phayapata chanit phaya sokapata chanit soka hồn tu sabbe vipanino. Nguyện cho tất cả chúng sanh đừng có oan trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui, đừng có khổ, đừng làm hại lẫn nhau, đừng hẹp lượng, hãy cho được sống lâu, đừng có bệnh hoạn, hãy cho được thành tựu đầy đủ, hãy chứng minh cho được sự yên vui. Tất cả chúng sanh đến khổ rồi, xin đừng cho có khổ. Đến sự kinh sợ rồi, xin đừng cho kinh sợ. Đến sự thương tiếc rồi, xin đừng cho thương tiếc. Nam mô Bụt Thầy, nó xong phần lễ vái tâm bảo.
sáng nay với những phước lành mà con tạo được do sự lễ bái Tam Bảo và xin thọ trì quy giới, con xin hồi hướng phần phước lành này đến với chư thiên ngụ quanh muôn dân chúng con, và xin chia phần phước lành này đến với đạo tràng đồng đẳng nhau cả thảy. Bây giờ là 4:29 sáng giờ Việt Nam. Không biết sư đã rảnh tay có mặt trước máy hay chưa. Nếu có, xin sư cho bàn tay tín hiệu. Con kính nhường biết lại cho sư. Nam mô Bụt Thầy, con kính nhường biết lại cho sư. Sa thú Huỳnh Chánh Ngộ. Huỳnh Chánh Ngộ đến với đạo tràng của chúng ta rất đúng cái thời gian sinh hoạt ha. Vừa xong là coi như 4:29. Và Huỳnh Chánh Ngộ đã làm tròn bổn phận của mình ha. Rất là hoan hỷ. Sa thú Huỳnh Chánh Ngộ. Nam mô Bụt Thầy dạ. Nam mô Tham Ma dạ. Nam mô Sang Kha dạ. Kính lễ chư tôn thiền đức tăng. Kính chào quý cô tu nữ. Kính chào chư thiền nam tín nữ. Hôm nay chúng ta sinh hoạt trong câu Phật ngôn 105. Câu 105 và câu 104 cùng một duyên sự. Và hôm nay chúng ta sẽ được hiểu qua hai câu Phật ngôn này. Trước khi bước vào đề tài này, xin phép được tán dương ân đức Tam Bảo. Buddho Mahesi Arang Tathagato Lo Buddhamo Sapagaru Hichet Thakolo Kassasattha Chanadam Mako Vido Vanda Mahantang Narapu Chanay Yakan. Như Lai giác ngộ pháp màu, Ngài bậc trí thức không đâu sánh bằng, thoát ly phiền não trói trăng, tôi thường giáo chủ trí năng vô lượng, tư tế Ngài đã tin tưởng, thông minh dạy bảo, dân lương thoát trần. Xin để Phật ơn đáng cho thiên chúng nhân dân cúng dường. Tâm mô vá đi bồ yá tá sá sá thú nô lô ca ná mạnh thá sá quý nà ká rô khô sáp bành nhu bút hấp vá tí bù tí sanh nhá tô hoàn đà má hành tăng ná ra phù. Cha này giác cần pháp bảo của như ánh vàng, Như Lai soi sáng vẹt màng phụ minh, phá tan lầm đặt chúng sinh, đại nhân Phật tổ quang minh rõ ràng. Còn xin đại lễ pháp quang đáng cho công chúng nhân gian cúng dường. Sang khô quý số thô su gá tá sá sa quát cô thích thà su ca mô quát rá thầm mát thích khắc cô nình đà bát sang thà đi a na đá rô quá rô hoàn đà mát hành tầng đá rá phù. Cha này giác cần tăng bảo thiên văn Phật đà tâm học môn rõ đề mà thoát thân, các ngài thanh tịnh ly trần xa lìa thể pháp phàm nhân ai bì. Còn xin lãnh lễ tăng hy đáng cho công chúng nhớ ghi cúng dường. Rất tình át thế giá tê chê nát sách khá mê ê thú á thá năng tát xà bí a nú phá quê nát xá hát xà dê nát sách trả tú. Cầu xin Tam Bảo uy linh cho con tấn hóa thông minh học hành, mong nhờ Đức Phật uy danh hộ cho con học đắc thành quả cao. Nam mô Bụt Thầy dạ. Phần tán dương ân đức Tam Bảo đã xong. Bây giờ chúng ta bước vào bài học ngày hôm nay. Câu Phật ngôn 105. Nê quá đề vô nát gần thấp bồ. Nê quá đề vô nát gần thấp bồ. Nê quá đề vô nát gần thấp bồ. Câu số 2. Nam ma rô sa ha phram mục na. Nam ma rô sa ha phram mục na. Nam ma rô sa ha phram mục na.
Bây giờ chúng ta ôn lại hai câu này. Nê quá đề vô nã gần tháp bồ nã ma rô sa hạ phẩm mũ nà. Nê quá đề vô nã gần tháp bồ nã ma rô sa hạ phẩm mũ nà. Nê quá đề vô nã gần tháp Bồ Nam Ma Rô Sa Hạ Phạm Mũ Na. Bây giờ qua câu 3 và câu 4. Chị Tăng A Ba Chị Tăng Cái Dị Ra. Chị Tăng A Ba Chị Tăng Cái Dị Ra. Chị Tăng A Ba Chị Tăng Cái Dị Ra. Và câu số 4. Tathā rūpāsya cantukno Tathā rūpāsya cantukno Tathā rūpāsya cantukno. Chúng ta ôn lại câu 3 và câu 4. Chi tăng abha chi tăng kaye ra Tathā rūpāsya cantukno Chi tăng abha chi tăng chát ca di ra ta tha ru pa sa chan tu no chi tăng a ba chi tăng ca di ra ta tha ru pa sa chan tu no. Rồi bây giờ chúng ta ôn lại toàn bộ câu Phật ngôn 105 ha. Nê quá đề vô nã gần tháp bồ nã ma rô sa hạ phẩm mũ na chi tăng a pa chi tăng ca di ra tất thà rù pa sa chan tu nô. Nê quá đề vô nã gần tháp bồ nã ma rô sa hạ phẩm mũ na chi tăng a pa chi tăng ca di ra tất thà rù pa sa chan tu nô. Nê quá đề vô nã gần tháp bồ nã ma rô sa hạ phẩm mũ na chi tăng a pa chi tăng ca di ra ta tha ru pa sa chan tu nô. Đó là cái cách đọc mà chúng ta đọc một hơi ha. Còn bây giờ cách đọc hai hơi, có nghĩa là cuối câu số 2 nó là trường âm. Cách đọc này tương đối dễ hơn. Nê quá đề vô nã gần tháp bồ nã ma rô sa hạ phẩm mũ na chi tăng a pa chi tăng ca di ra ta tha rù pa sa chan tu nô. Đọc lại ha. Nê quá đề vô nã gần tháp bồ nã ma rô sa hạ phẩm mũ na chi tăng a pa chi tăng ca di ra ta tha rù pa sa chan tu nô. Thêm lần nữa ha. Cách đọc thứ hai này tương đối dễ đọc hơn ha. Nê quá đề vô nã gần tháp bồ nã ma rô sa hạ phẩm mũ na chi tăng a pa chi tăng ca di ra ta tha rù pa sa chan tu nô. Đó là giọng kinh. Chúng ta có hai cách đọc. Bây giờ qua giọng kệ. Một câu 8 từ, rồi cũng có một câu 9 từ. Vậy thì chúng ta đọc như thế nào để nó ăn rờ với nhau ha? Cái âm điệu nó lên và nó xuống. Nê quá đê vô na gan tham bồ na ma rô sa hạ phẩm mũ na chi tăng a pa chi tăng ca di ra ta tha ru pa sa chan tu nô. Nê quá đê vô na gan tham bồ na ma rô sa hạ phẩm mũ na chi tăng a pa chi tăng ca di ra ta tha ru pa sa chan tu nô. Nê quá đê vô na gan tham bồ na ma rô sa
ha pram mu na chi tăng ha ba chi tăng ca di ra ham ta tha ru pa sa chan tu no dầu thiên thần thác bà dầu ma vương phạm thiên không ai chiến thắng nổi người tự thắng như vậy. Rồi xà tu xin mời Xích Mê Ta, Xích Kim Nhung, Xích Hà. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Khả Giá. Dạ, trước hết con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ Ngài Trí Đức cùng quý chư tôn đức, con kính đảnh lễ quý bà, quý cô tu nữ, và con kính chào toàn thể quý vị trong đạo tràng, và con xin đọc câu pháp cú 105. Nề qua đề vô na khanh thấp bồ na ma rô sa pram mu na chi tăng a ba chi tăng ca di ra ta tha ru bát sa chan tu no. Và con xin phân tích. Nê trường âm thông thường, quá đoạn âm, đê vô hai trường âm thông thường, ná đoạn âm, ganh thấp hai trường âm nhấn, bô trường âm thông thường, ná đoạn âm, ma rô hai trường âm thông thường, xá há hai đoạn âm, râm trường âm nhấn, mú đoạn âm, na trường âm thông thường, đề qua đề vô na ganh thấp bồ na ma rô sa pram mu na. Con xin phân tích tiếp câu 3 và câu 4. Chí đoạn âm tăng trường âm đọc theo giọng nghiêng âm. Á bá là hai đoạn âm. Chí đoạn âm tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Cá dí hai đoạn âm ra trường âm thông thường. Tá đoạn âm, tha ru hai trường âm thông thường. Bát trường âm nhấn. Xá đoạn âm, chanh trường âm nhấn. Tú đoạn âm, nô trường âm thông thường. Chi tăng bát a ba chi tăng ca di ra ta tha ru bát sa chanh tu nô. Con xin đọc lại cả bài. Nề qua đề vô na ganh thấp bồ na ma rô sa pram mu na chi tăng a ba chi tăng ca di ra ta tha ru bát sa chanh tu nô. Nề qua đề vô na ganh thấp bồ na ma rô sa pram mu na chi tăng a ba chi tăng ca di ra ta tha ru bát sa chanh tu nô. Dầu thiên thần thác bà, dầu ma vương phạm thiên, không ai chiến thắng nổi người tự thắng như vậy. Đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Nề qua đề vô. Dạ, con xin kéo xuống lại. Nề qua đề vô na ganh thấp bồ na ma rô sa a pram mu na chi tăng a ba chi tăng ca di ra ta tha ru bát sa chanh tu nô. Và con đã đọc xong, kệ xong. Có chỗ nào sai sót thì xin Ngài Trị Đức cùng với quý vị trong đạo tràng chỉnh sửa. Và con xin kính mời cô Kim ạ. Con xin kính chào sư Trí Đức, các sư, các cô tu nữ và quý vị Phật tử. Ô trời ơi, bữa nay âm thanh của đường truyền của sư tốt ghê sợ luôn vậy đó. Không nghe chó sủa mà cũng không nghe già gái luôn nữa. Trời ơi, nói gì nó tốt dễ sợ luôn vậy đó. Gần Tết vậy sư, chắc chùa sư cũng bận rộn hay sư, chắc cũng bận rộn. Thôi để con trả bài đi.
bữa nay có bốn mấy người đang việc chờ sắp hàng vô. Bữa nay chắc đắt đó, gần chết đắt rồi. Con xin trả bài kinh Pháp Cú số 105. Nê quá đê vô na gần thấp bồ na mà rồ sa hắc rầm mu nà chi tăng áp ba chi tăng kha di ra ta thà rồ ba sa chành tu nô. Nê quá đê vô na gần thấp bồ na mà rồ sa hắc rầm mu nà chi tăng áp ba chi tăng kha di ra ta thà rồ ba sa chành tu nô. Phân tích câu số 1 và câu số 2. Nê, trường âm thông thường, quá đoạn âm. Đê vô, hai trường âm thông thường. Ná đoạn âm, ganh trường âm, ganh thấp, hai trường âm ngắn. Bô, trường âm thông thường. Câu số 2. Ná đoạn âm, ma rô, hai trường âm thông thường. Xá há, hai đoạn âm. Râm trường âm ngắn, mú đoạn âm, na trường âm thông thường. Đọc lại câu 1, câu 2, rồi đọc câu 3, câu 4 và phân tích câu 3, câu 4. Nê quá đê vô, na gành thấp bồ, na mà rồ sát râm mú nà. Chí tăng, áp ba chí tăng, ca di ra, ta thà rồ, phát sa chành tu nô. Phân tích câu số 3, chí đoạn âm, tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Á bá chí ba đoạn âm, tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Cá dí hai đoạn âm, ra trường âm thông thường. Câu cúng cùi hai câu cuối cùng, tá đoạn âm, tha ru hai trường âm thông thường. Tá trường âm ngắn, xá đoạn âm, chăm trường âm ngắn, tú đoạn âm, nô trường âm thông thường. Đọc lại câu 3, câu 4 và đọc lại nguyên bài và rồi ca kệ. Chí tăng áp ba chí tăng kha di ra ta thà rù pa sa chành tu nô. Nê quá đê vô na gần thấp bồ na mà rồ sa hắc rầm mu nà. Chí tăng áp ba chí tăng kha di ra ta thà rù sa chành tu nô. Nê quá đê vô na gần thấp bồ na mà rồ sa hắc rầm mu nà. Chí tăng áp ba chí tăng kha di ra ta thà rù bá sa chăm tu nô. Nề qua đê vô na canh tháp bồ na ma rô sa ha gam mu na. Chí tăng áp ba chí tăng kha di ra ta thà rù bá sa chăm tu nô. Nề qua đê vô na canh tháp bồ na ma rô ha na na ma ro sa ha ga mu na chi tăng áp ba chi tăng kha di ra ta tha ru ba thi sa chăng tu nô. Dầu thiên thần thác bà, dầu ma vương phạm thiên, không ai chiến thắng nổi người tự thắng như vậy. Đây là bản dịch của hòa thượng Thích Minh Châu của câu kinh Pháp Cú 105. Quên cả thề. Trời ơi, không thấy sư cho bông qua, chắc sư đang lo chuyện chùa tiền rồi đó, không biết có nút lùm. Và cảm ơn quý vị Hồng Mai, Kim Nhung, cô Meta đã cho bông qua cùng vỗ tay, vỗ chân. Vui hết sức, có vỗ tay, vỗ chân là vui rồi. Cảm ơn quý vị nha, mời quý vị kế tiếp hình như Kim Nhung đó. Dạ, alo, alo ạ. Dạ, con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo. Dạ, con kính đảnh lễ Sư Trí Đức. Con kính đảnh lễ quý sư, quý cô tu nữ. Dạ, kính chào các anh chị trong đạo tràng. Con xin đọc câu kệ ngôn số 105 ạ. Dạ, kính cảm ơn đạo tràng cho con biết tín hiệu nghe rõ. Nê quá đê vô na gần tháp bồ na ma rô sa pram mu na chi tăng a ba chi tăng ca di ra ta tha ru ba sa chan tu nô. Nê quá đê vô na gần tháp bồ na ma rô sa pram mu na chi tăng a ba chi tăng ca di ra ta tha
tha ru ba sa chan tu nô. Dầu thiên thần Thát Bà, dầu ma vương Phạm Thiên, không ai chiến thắng nổi người tự thắng như vậy. Là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ con xin phân tích ạ. Nê là trường âm thông thường, quá là đoạn âm, đê vô là hai trường âm thông thường, ná là đoạn âm, gan, tháp là hai trường âm nhấn, bô là trường âm thông thường, ná là đoạn âm, ma rô là hai trường âm thông thường, xá há là hai đoạn âm, râm là trường âm nhấn, mú là đoạn âm, na là trường âm thông thường. Nê quá đê vô na gạ, con sám hối, con xin đọc lại. Nê quá đê vô na gần tháp bồ na ma rô sa pram mu na. Chí là đoạn âm, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Á bá chí là ba đoạn âm, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Cá là cá dí là hai đoạn âm, ra là trường âm thông thường. Tá là đoạn âm, tha ru là hai trường âm thông thường. Pas là trường âm nhấn, xá là đoạn âm, chan là trường âm nhấn, tú là đoạn âm, nô là trường âm thông thường. Chi tăng apa chi tăng kazira ta tha ru pa sa chan tu nô. Ne wa de vo na gan tha vo na ma ro sa pram mu na chi tăng apa chi tăng kazira ta tha ru pa sa chan tu nô. Con xin kể. Đề qua đề vô na gan tha po na ma ro sa ha pram mu na chi tăng a pa chi tăng ca di ra ta tha ru pa sa chan tu no. Đề qua đề vô na gan tha po na ma ro sa ba pram muna chi tăng apa chi tăng ca di ra ta tha ru pa sa chan tu no. Dầu thiên thần Thác Bà, dầu ma vương Phạm Thiên, không ai chiến thắng nổi người tự thắng như vậy. Là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ con đã đọc kệ và phân tích xong ạ. Dạ con có sai, con kính thỉnh sư vào đạo tràng chỉnh sửa giúp. Dạ con kính tri ân sư, kính cảm ơn đạo tràng. Con xin xuống mic, xin mời Hà. Dạ cảm ơn. Nam mô Bụt Thà, Nam mô Tham Ma, Nam mô Sang Khà. Dạ con kính lễ ngài Tri Đức Chư Tôn Đức Tăng, kính lễ các cô tu nữ, con kính chào đạo tràng, con xin chào bài. Dạ cảm ơn đạo tràng cho con biết tin hiểu. Bộ pháp cú 105. Đề qua đề vô na gan tát bồ na ma rô sa ha brahm mu na chi tăng áp pa chi tăng ca di ra tát tha ru pa sa chan tu no. Đề qua đề vô na gan tát bồ na ma rô sa ha brahm mu na chi tăng áp pa chi tăng ca di ra thà ru ba sa chan tu nô. Dầu thiên thần Thác Bà, dầu ma vương Phạm Thiên, không ai chiến thắng nổi người tự thắng như vậy. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Con xin phân tích. Nê trường âm thông thường, quá đoạn âm, nê vô hai trường âm thông thường, ná đoạn âm, tháp hai trường âm nhấn, vô trường âm thông thường, ná đoạn âm, ma rô hai trường âm thông thường, xá há hai đoạn âm, brahm trường âm nhấn, mú đoạn âm, na trường âm thông thường. Nề qua nề vô na gần tắc vô na ma rô sa ha brahm mu na chí đoạn âm, tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, áp bá hai đoạn âm, chí áp bá chí hai đoạn âm, tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, cá dí hai đoạn âm, ra trường âm thông thường, tá tá đoạn âm, tha ru hai trường âm thông thường, bass trường âm nhấn, xá chá
xá đoạn âm chan, trưởng âm nhấn tú đoạn âm nô trong âm thông thường. Chi tăng áp chi tăng ca di ra tắc thà ru bát sa chan tu nô. Con xin đọc. Đề qua đề vô na gần tắc bồ na mà rồ sa ha trầm mô nà. Chi tăng áp chi tăng ca di ra tắc thà ru bát sa chan tu nô. Đề qua Nề vô na gần tắc vô na mà rồ sa ha tầm mô nà. Chi tăng áp chi tăng ca di ra tắc thà vù tát sa chàm tu nô. Dầu thiên thần thác bà, dầu ma vương phạm thiên, không ai chiến thắng nổi. Người tự thắng như vậy. Đây là bản dịch mà Thiện Thích Minh Châu và con đã đọc xong và không có sai. Xin Ngài và Đạo Tràng chỉnh sửa. Con xin trao mít lại cho việc kế tiếp. Con kính linh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính linh lễ Sư Trí Đức, kính lễ quý Chư Tăng và các cô tu nữ, kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ, con xin đọc con pháp cú số 105. Dạ, cảm ơn chị Tâm Hạnh đã post bài. Nề qua đề vô na gàn tháp bồ na mà rô sa và mu na chi tăng a pa chi tăng ca di ra ta tha ru pa sa chan tu no. Nề qua đề vô na gàn tháp bồ na mà rô sa hấp và mu na chi tăng a pa chi tăng ca di ra ta tha ru pa sa chan tu no. Thì con xin phân tích câu 1 và câu 2. Nê là trường âm thông thường, quá là đoạn âm, đê vô là hai trường âm thông thường, ná đoạn âm, gan tháp hai trường âm nhấn, bô trường âm thông thường, ná đoạn âm, ma rô hai trường âm thông thường, xá há hai đoạn âm, râm trường âm nhấn, mú đoạn âm, na trường âm thông thường. Nề qua đề vô na gan tháp bồ na ma rô sa ha phẩm mu na. Dạ, con xin hơn câu 3 và câu 4. Chí là đoạn âm, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Á, tá, chí, ba đoạn âm, tăng, trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Cá, dí, hai đoạn âm, ra trường âm thông thường. Tá đoạn âm, tha, ru, hai trường âm thông thường. Pas trường âm nhấn, xá đoạn âm, chan trường âm nhấn, tú đoạn âm, nô trường âm thông thường. Chi tăng apa chi tăng ca di ra tat tha ru pas sa chan tu no. Dạ, con xin đọc lại câu pháp cuối 105. Nề qua đề vô na gan tháp bồ na ma rô sa hấp và mu na chi tăng a pa chi tăng ca di ra ta tha ru pa sa chan tu no. Nề qua đề vô na gan tháp bồ na ma rô sa hấp và mu na chi tăng a pa chi tăng ca di ra ta tha ru pa sa chan tu no. Dầu thiên thần thác đà, dầu ma vương phạm thiên, không ai chiến thắng nổi, người tự thắng như vậy. Đây là bản dịch tiếng Việt của Thượng Thích Minh Châu. Dạ, con xin đọc kệ. Nê qua đê vô na gan thập bồ na ma rô sa ha pam mu na chi tăng a pa chi tăng ca di ra ta tha ru pa sa chan tu no. Nề qua đề vô na gan tháp bồ na ma rô sa a pam mu na chi tăng a pa chi tăng ca di ra ta tha ru pa sa chan tu no. Dạ, con đã đọc và kể xong, có gì sai xin sư Trí Đức và đạo tràng chỉnh sửa giùm. Dạ, cảm ơn chị Tâm Hạnh, cảm ơn đạo tràng. Xin mời Thiền Hữu ạ. Dạ, con xin kính đảnh lễ sư Trí Đức, con xin kính chào quý đạo hữu. Con xin đọc và phân tích cách đọc câu pháp cú số 105. Nê quá đê vô na gan tháp bô na ma rô sa ha ram mu na chi tăng a pa chi tăng ca di ra ta tha ru pa sa chan
xin phân tích câu 1, câu 2. Nê, trường âm thông thường. Quá, đoạn âm. Đê, vô, hai trường âm thông thường. Ná, đoạn âm. Gan, tháp, hai trường âm nhấn. Bô, trường âm thông thường. Ná, đoạn âm. Ma, rô, hai trường âm thông thường. Xá, há, hai đoạn âm. Brahm, trường âm nhấn. Mú, đoạn âm. Na, trường âm thông thường. Nê, quá, đê, vô, ná, gan, tháp, bô, ná, ma, rô, xá, há, râm, mú, na. Con xin phân tích câu 3, câu 4. Trí, đoạn âm. Tăng, trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Á, bá, trí, ba đoạn âm. Tăng, trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Cá, dí, hai đoạn âm. Ra, trường âm thông thường. Tá, đoạn âm. Tha, ru, hai trường âm thông thường. Pass, trường âm nhấn. Xá, đoạn âm. Chăn, trường âm nhấn. Tú, đoạn âm. Nô, trường âm thông thường. Chi tăng, apa chi tăng, ca di ra, ta tha, ru, pat, sa chăn, tú, nô. Con xin đọc lại nguyên câu pháp cú số 105. Nê, quá, đê, vô, na, gan, tháp, bô, na, ma, rô, sa, ha, ram, mu, na. Chi tăng, apa chi tăng, ca di ra, ta tha, ru, pat, sa chăn, tú, nô. Nê wa đê vô hô na gan thạp bô na ma rô sa ha ha râm mù na. Chi tăng a pa ha chi tăng ka di ra ta tha ru phát sát chắn tu nô. Dầu thiên thần thác bà, dầu ma vương phạm thiên, không ai chiến thắng nổi, người tự thắng như vậy. Đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Con đã đọc xong, con sai, con xin sư sửa cho con và con xin mời vị kế tiếp. Dạ. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Tha Giá. Con kính đảnh lễ Sư Trí Đức, con kính đảnh lễ Chư Tôn Đức Tăng. Trong đầu tràng, con kính lễ quý bà, quý cô, chư nữ. Dạ, con kính chào đạo tràng và cảm ơn thượng cổ Quang Thanh và cảm ơn đạo tràng đã cho những tụi biết âm thanh rõ. Con xin đọc và phân tích câu pháp cú hôm nay là câu 105. Đề qua đề bồ na gần thấp bồ na ma ro sa brahm mu na chi tăng apa chi tăng ca di ra ta tha ru ba sa chan tu no đề qua đề vô na gan thấp vô na ma ro sa tam mu na chi tăng apa chi tăng ca di ra ta tha ru ba sa chan tu no. Dầu thiên thần thác bà, dầu ma vương phạm thiên, không ai chiến thắng nổi, người tự thắng như vậy. Và đó là bản dịch của Hòa Thượng, chủ việt của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Và con xin phân tích câu pháp cú số 105 và câu 1 và câu 2. Nê quá đê vô na gan thấp bồ na ma rô sa brahm mu na. Và câu số 1, đê là trường âm thông thường, quá là đoạn âm, đê, vô là hai trường âm thông thường, ná là đoạn âm, gan, thấp là hai trường âm nhấn, bô là trường âm thông thường. Và câu số 2, ná là đoạn âm, ma, rô là hai trường âm thông thường, xá, há là hai đoạn âm, brahm là trường âm nhấn, mú là đoạn âm, na là trường âm thông thường. Và câu số 3 và câu số 4. Chí tăng apa chí tăng ca di ra ta tha ru ba sa chan tu no. Chí là đoạn âm, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Á bá chí là ba đoạn âm, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Cá dí là hai đoạn âm, ra là trường âm thông thường.
Và câu số 4, tá là đoạn âm, tha ru là hai trường âm thông thường, bass là trường âm nhấn, xá là đoạn âm, chan là trường âm nhấn, chú là đoạn âm, nô là trường âm thông thường. Và con đọc lại câu pháp cú số 105. Đề qua đề vô na gần thấp bồ na ma rô sa brahm mu na chi tăng a pa chi tăng ca di la ta tha ru pa sa chan tu no. Đề qua đề vô na gần thấp bồ na ma rô sa brahm mu na chi tăng a pa chi tăng ca di la ta tha ru pa sa chan tu no. Dạ con xin kệ. Đề quả đề vô na gần thấp bồ na ma rô sa ha brahm mu na chi tăng a pa chi tăng ca di ra ta tha ru pa sa chan tu no. Con đã phân tích và con đã đọc xong. Con có sai, ông ngài và đạo tràng giúp chỉnh sửa lại giùm con. Và con kính cảm ơn đạo tràng thật nhiều. Bây giờ từ xin mời Thanh Hoàng ạ. Nam mô Bích Tha giá. Dạ, con kính lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính lễ Chư Tôn Đức Tăng và quý cô tu nữ, con kính chào quý đạo hữu. Con xin đọc câu kinh pháp cú 105 ạ. Nê quá đề vô na gần tháp bồ na ma rô sa hấp ram mô na chi tăng a pa chi tăng ca ri cha ta tha ru pa sa chan tu nô. Nê quá đề vô na gần tháp bồ na ma rô sa hấp ram mô na chi tăng apa chi tăng ca di ra ta tha ru pa sa chan tu no. Dạ con xin đọc, con xin phân tích câu 1, câu 2 ạ. Nê là trường âm thông thường, quá là đoạn âm, đê vô là hai trường âm thông thường, ná là đoạn âm, gan thấp là hai trường âm nhấn, vô là trường âm thường ạ. Ná là đoạn âm, maro là hai trường âm thông thường, xá há là hai đoạn âm, brahm là trường âm nhấn, mú là đoạn âm, na là trường âm thông thường. Nê hoa đề vô na gần thấp bồ na maro xá hấp brahm mô na. Chí là đoạn âm, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, á pá chí là ba đoạn âm, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Cá là đoạn âm, dí là đoạn âm, ra là trường âm thông thường, tá là đoạn âm, tha ru là hai trường âm thông thường, pass là trường âm nhấn, xá là đoạn âm, chan là trường âm nhấn, tú là đoạn âm, đô là trường âm thông thường. Chi tăng apa chi tăng kariya ta tha ru passa chan tu no. Con xin đọc lại cả bài. Nê quá đề vô na gần thấp bồ na ma rô sa hấp ram mô na chi tăng a pa chi tăng ca di ra ta tha ru pa sa chan tu no. Nê quá đề vô na gần thấp bồ na ma rô sa hấp ram mô na chi tăng a pa chi tăng ca li cha ta tha ru pa sa chan tu no. Dầu thiên thần thác bà, dầu ma vương phạm thiên, không ai chiến thắng nổi người tự thắng như vậy. Đó là bản dịch của hòa thượng Thích Minh Châu ạ. Con xin kể. Ne wa de vo na gan thap bo na ma ro sa ha bram mu na chi tăng a pa chi tăng ca ri ya ta tha ru pa sa chan tu no. Dạ con đã đọc xong và con đã kể xong, con đã có sai, con xin ngài và quý đạo hữu sửa cho con ạ. Con xin xuống mic, xin mời bạn Thanh Thủy Trần ạ. Cảm ơn chị Tâm Hạnh đã post bài. Cảm ơn quý đạo hữu.
Thanh Thủy, con kính lễ Chư Tôn Đức Tăng Ni, kính chào quý đạo hữu. Cảm ơn quý đạo hữu đã cho tín hiệu nghe rõ. Và con xin đọc câu pháp cú 105. Nê quá đê vô na gan tháp bồ nam ma rô sa ha pram mu na chi tăng a pa chi tăng ca ni ra ta tha ru pa sa chan tu no ne wa de go na gan tháp bồ nam ma rô sa ha pram mu na chi tăng a pa chi tăng ca ni ra ta tha ru pa sa chan tu no ne wa de go na gan tháp bồ nam ma rô sa ha pram mu na chi tăng a pa chi tăng ca ni ra ta tha ru pa sa chan tu no. Và con xin phân tích câu số 1. Nê quá đề cô nó gan tháp cô. Nê là trường âm thông thường, quá là đoạn âm, đề rô là hai trường âm thông thường, ná là đoạn âm, gan tháp là hai trường âm nhấn, bồ là trường âm thông thường. Câu thứ hai, nam ma rô sa hấp bú na, ná là đoạn âm, ma rô là hai trường âm thông thường, xá há là hai đoạn âm, brahm là đoạn là trường âm nhấn, bú là đoạn âm, na là trường âm thông thường. Câu thứ ba, chít tăng apa chít tăng cái dí ra, chí là đoạn âm, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, apa chí là ba đoạn âm, tăng là trường âm đọc theo giọng chí là hai đoạn âm, ra là trường âm thông thường. Câu thứ 4, tatha ru pasacan tuno, tá là đoạn âm, tha ru là hai trường âm thông thường, pas là trường âm nhấn, xá là đoạn âm, chan là trường âm nhấn, tú là đoạn âm, no là trường âm đọc ở trường âm thông thường. Nê quá đê vô na gan tháp vô nam ma rô sa ha pram mu na chi tăng a pa chi tăng ca di ra ta tha ru pa sa chan tu no. Dạ con xin chạy ạ. Nê quá đê vô na gan tháp vô nam ma rô sa ha pram mu na chi tăng a pa chi tăng ca di ra ta tha sa chan tu no. Dầu thiên thần Thác Bà, dầu ma dương phạm thiên, không ai chiến thắng nổi người tự thắng như vậy. Bản dịch của nhà hòa thượng Thích Minh Châu. Dạ con đã đọc xong, con kính tri ân đạo tràng, xin mời đạo huynh ha. Và Thanh Thúy. Dạ, đạo huynh xin kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo, kính đảnh lễ sư Trí Đức, kính đảnh lễ quý cô tu nữ, kính chào quý bà quý cô, quý anh chị trong đạo tràng. Thì bên đây thì thời giờ cũng có hạn ha, thì đạo huynh thì xin đọc kinh và kệ, còn xin lược qua phần phân tích trường âm phụ âm. Dạ, thì xin đạo hàng và sư hoan hỷ. Dạ. Biết tín hiệu còn nghe. Nê quá gần thấp bồ na na ma ro sa ha pra mu na chi tăng a bát chi tăng ca ca di ra tát tha ru bát tha chan đô. Nê quá đề vô na gan tháp bồ na ma ro sa ha pra mu na chi tăng a pa chi tăng ca di ra ta tha ru bát sa chan tu no. Dạ, rồi con xin kể.
Nề qua đề vô na gan tháp bồ na ma ro sa pra bu na chi tăng a pat chi tăng kari ra ta tha ru pat sa chan tu no nề qua đề vô na gan tháp bồ Nam ma ru sa pra bu na chi tăng a ba chi tăng ca ri ya tat tha ru ba ti sa chân tu no dạ tham mô bút thay giá dạ và kính chúc đạo tràng cùng quý sư thính pháp an vui dạ thân tâm an lạc Nam mô Bụt Thầy ạ. Dạ, con kính đảnh lễ ân Đức Phật, Đức Pháp và ân Đức Tăng. Dạ, con cảm ơn cô Thiện Phụ đã cho con biết tín hiệu của cô Thanh Hòa. Con kính đảnh lễ Ngài Trí Đức, con kính đảnh lễ Sư Phụ Pháp Trang, con kính đảnh lễ quý sư hiện diện trong đạo tràng, con kính lễ quý bà và cô Tu Nữ. Con kính chào toàn thể đạo tràng. Con xin đọc bài câu pháp cú 105. Con cảm ơn cô Hồng Mai cho con biết tín hiệu nghe rõ. Con cảm ơn cô Tâm Hạnh đã bóc bài. Đề qua đề vô na khẩn tháp bồ na ma rô sa ha ram mu na chi tăng a ba chi tăng ca ri ra ta tha ru ba sa chan tu no Đề qua đề vô na khẩn tháp bồ na ma rô sa ha ram mu na chi tăng a chi tăng a ba chi tăng ca ri ra ta tha ru sa chan tu dạ con xin phân tích câu 1 và câu 2. Nề qua nê là trường âm, quá là đoạn âm, đê vô là hai chữ. Con xin sám hối, con xin phân tích lại. Nê là trường âm thông thường, quá là đoạn âm, đê vô là hai trường âm thông thường, ná đoạn âm, gan tháp là hai trường âm nhấn, bô là trường âm thông thường, ná là đoạn âm, ma rô là hai trường âm thông thường, xá há là hai đoạn âm, râm là trường âm nhấn, mú là đoạn âm, na là trường âm thông thường. Nề qua đề vô na gần tháp bồ na ma rô sa ram mu na. Câu 2 là chí là đoạn âm, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, á bá là hai đoạn âm, chí á bá chí là ba đoạn âm, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, cá và đảm cá rí là hai đoạn âm, ra là trường âm thông thường. Chi tăng a ba chi tăng cây ra. Câu 3. Tát là tá là bản âm, tha là trường âm thông thường, đô là trường âm thông thường, bát là trường âm nhấn, xá và đàn âm, chan là trường âm nhấn, tú là đàn âm, nô là trường âm thông thường. Dạ con xin đọc lại toàn bài. Na qua đề vô na khả thần na gần tháp bồ na ma rô sa ram mu na chi tăng a ba chi tăng ca li ra ta tha ru bát sa chan tu nô dầu thiên thần thát bà rầu ma vương phạm thiên không ai chiến thắng nổi người tự thắng như vậy. Dạ con xin kể ạ. Nề qua đề vô na gan tháp bồ
Namarotaharamuna Chitangabhadangarira Tatarubat sajantuno Negwadevo nakantapo Namarotaharamuna Chitangabhadangarira Tatarubat sajantuno. Dạ con đã đọc sai, con đã đọc xong, con có sai. Mong Ngài Chí Đức và Đạo Tràng sửa cho con. Dạ con xin xuống bếp, con kính mời vị kế tiếp ạ. Dạ, Nam Mô Bụt Thà Giá, Nam Mô Thầm Mà Giá, Nam Mô Sàng Khà Giá. Dạ con xin đảnh lễ Sư Trí Đức, Sư Pháp Trang, Quý Sư, Quý Cô Tu Nữ, con kính chào toàn thể Đạo Tràng. Dạ con xin phép được đọc câu pháp cú số 105 ngày hôm nay ạ. Nê wa đê vô na gan hấp bồ na ma rô sa ha pram mu na chi tăng a ba chi tăng ca di ra ta tha ru ba sa chan tu no. Nê wa đê vô na gan hấp bồ na ma rô sa ha pram mu na chi tăng a pa chi tăng ca di ra ta tha ru pa sa chan tu no. Dạ con xin phân tích câu số 1 và câu số 2. Nê wa đê vô na gan hấp bồ na ma rô sa ha pram mu na. Nê là trường âm thông thường, quá là đoạn âm, đê vô là hai trường âm thông thường, na là đoạn âm, gan hấp là hai trường âm nhấn, bô là trường âm thông thường, ná là đoạn âm, ma, rô là hai trường âm thông thường, xá, há là hai đoạn âm, pram là trường âm nhấn, mú là đoạn âm, na là trường âm thông thường. Nê quá đê vô na gần hấp bồ na ma rô sa hấp pram mu na. Và câu số 3 và câu số 4. Chi tăng a ba chi tăng ca di ra ta tha ru pa sa chan tu no. Chi là đoạn âm, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, á, pa, chi là ba đoạn âm, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, cá, dí là hai đoạn âm, ra là trường âm thông thường, tá là đoạn âm, ta, ru là hai trường âm thông thường, bass là trường âm nhấn, xá là đoạn âm, chanh là trường âm nhấn, tú là đoạn âm, nô là trường âm thông thường. Chi tăng a ba chi tăng ca di ra ta tha ru ba sa chan tu no. Dạ con xin đọc lại ạ. Nê wa đê vô na gan hấp bồ na ma rô sa ha pram mu na chi tăng a ba chi tăng ca di ra ta tha Rupa Sachantuno. Dầu thiên thần Thác Bà, dầu ma vương Phạm Thiên, không ai chiến thắng nổi người tự thắng như vậy, là bản dịch Việt của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Nê wa đê vô na gan thập bồ na ma rô sa ha pram mu na chi tăng a ba chi tăng ca di ra ta tha ru ba sa chan tu no. Nê wa đê vô na gan thập bồ na ma rô sa ha pram mu na chi tăng a ba chi tăng ca di ra ta tha ru ba sa chan tu no. Dạ con đã đọc và kệ xong có sai, nhà sư và đạo tràng chỉnh sửa giùm cho con. Dạ con cảm ơn cô Tâm Hạnh đã post bài. Dạ con xin mời cô Hành Kiểm ạ. Dạ con kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, con kính đảnh lễ ân đức Phật, con kính đảnh lễ ân đức Pháp, con kính đảnh lễ ân đức Tăng, con kính đảnh lễ quý sư, con kính đảnh lễ quý cô tu nữ, và xin kính chào quý đạo hữu trong đạo tràng. Con xin đọc câu kinh pháp cú số 105.
Nê quá đề vô na gần thấp bồ na mà rô sa ha đầm mũ nà. Chi tăng a ba chi tăng ca dị đà ta thà rô bát sa chẳng tụ nô. Dạ con xin phân tích câu 1, câu 2. Nê trường âm thông thường, quá đoạn âm. Đề vô hai trường âm thông thường, ná đoạn âm. Ganh trường âm nhấn, thấp trường âm nhấn. Bồ trường âm thông thường, ná đoạn âm. Ma đô hai trường âm thông thường. Xá há hai đoạn âm. Trăm trường âm nhấn, mú đoạn âm. Na trường âm thông thường. Nê quá đề vô ná ganh thấp bồ ná ma đô xá há đâm mú na. Và con phân tích tiếp câu 3, câu 4. Chí đoạn, đoạn âm, tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Á bá chí ba đoạn âm, tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Cá dí hai đoạn âm. Ra trường âm thông thường, tá đoạn âm. Tha ru hai trường âm thông thường, bát trường âm nhấn. Xá đoạn âm, chan trường âm nhấn, tú đoạn âm. Nô trường âm thông thường. Chi tăng a ba chi tăng ca di đà ta thà ru bát sa chan tu nô. Dạ con đọc lại nguyên bài. Nê quá đề vô na gần thấp bồ na ma ru sa ha đàm mô na. Chi tăng a ba chi tăng ca di đà ta thà ru bát sa chan tu nô. Nê quá đề vô na gần thấp bồ na ma ru sa ha đàm mô na. Chi tăng a ba chi tăng ca di đà ta thà ru bát sa chan tu nô. Dầu thiên thần Thác Bà, dầu ma vương Phạm Thiên, không ai chiến thắng nổi người tự thắng như vậy. Là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Và con xin kể. Nê qua đê vô hô nà gan thâm bồ nà ma đô sa ha hà đam mô nà. Chi tăng a ba chi tăng ca di đà ta tha đu bát sa chan tu nô. Dạ con đọc phân tích và kể xong. Con có chỗ nào sai con kính xin quý sư, quý cô tu nữ và quý đạo hữu trong đạo tràng sửa sai cho con ạ. Dạ con xin dâng mắt lời cho đạo tràng, xin mời kế tiếp. Dạ con xin cảm ơn ạ. Nam mô Bụt Tha Ya, Nam mô Tham Ma Ya, Nam mô Sang Kha Ya. Con thành kính đảnh lễ chư Tôn Đức, kính lễ Ngài Trí Đức Đại Đức Pháp Trang. Kính chào đại chúng. Và bây giờ tự nhiên xin phân tích 4 câu pháp cú 105. Nê quá đê vô na gan thấp bồ na ma rô sa ha ram mu na. Nê trường âm thông thường, quá đoạn âm. Đê vô hai trường âm thông thường, ná đoạn âm. Ganh trường âm nhấn, thấp trường âm nhấn. Bô trường âm thông thường, ná đoạn âm. Ma rô hai trường âm thông thường, xá há hai đoạn âm. Râm trường âm nhấn, mú đoạn âm. Na trường âm thông thường. Chi tăng apa chi tăng ca di ra tát tha ru bát sát chan tu nô. Chí đoạn âm, tăng trường âm giọng nguyên âm. Á bá chí ba đoạn âm, tăng trường âm giọng nguyên âm. Cá dí hai đoạn âm. Ra trường âm thông thường, tá đoạn âm. Tha ru hai trường âm thông thường, bát
trường âm nhấn, xá đoạn âm, chan trường âm nhấn, tú đoạn âm, nô trường âm thông thường. Nê quá đề vô na gan tắp bồ nam ma rô sa ha ram mu na chi tăng a pa chi tăng ca di ra ta tha ru ba sa chan tu no Nê quá đề vô na gan tắp bồ nam ma rô sa ha ram mu na chi tăng a pa chi tăng ca di ra ta thu ta tha ru ba sa chan tu no Bây giờ tự nhiên xin kệ. Nê wa đê wô na gan tha bô na ma rô sa ha ram mu na. Chi tăng a pa chi tăng ca di ra ta tha ru pa sa chan tu nô. Nê wa đê vô na gan tháp bô na ma rô sa ha ram mu na. Chi tăng a pa chi tăng ca di ra ta tha ru ba sa chan tu nô. Dầu thiên thần Thác Bà, dầu ma vương Phạm Thiên, không ai chiến thắng nổi người tự thắng như vậy. Phổ thơ Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ, Tế Duyên đã phân tích và nếu có sai xin ngài và đạo tràng chỉnh sửa. Và bây giờ đã thấy tín hiệu của Sitina, kính mời Sitina. Con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ ngài Chí Đức Chí Đạo vị cô sư nữ. Quý sư, con kính chào đạo tràng, con xin phép được đọc câu pháp cú số 105. Nê wa đê wo na gan thấp bô na ma rô sa ha bram mu na chi tăng áp va chi tăng ca nhi ra ta tha ru pa sa chan tu nô. Con xin phân tích câu 1 và 2. Nê wa đê wo na gan thấp bô na ma rô sa ha bram mu na. Nê trường âm thông thường, quá đoạn âm. Đê wo hai trường âm thông thường, ná đoạn âm. Gan thấp hai trường âm nhấn, bô trường âm thông thường, ná đoạn âm. Ma rô hai trường âm thông thường, xá há hai đoạn âm. Bram trường âm nhấn, mú đoạn âm, na trường âm thông thường. Nê quá đê vô na gan thấp vô na ma rô sa ha bram mu na. Câu 3 và 4. Chi tăng a pa chi tăng kha yi ra ta tha ru pa sa chan tu no. Chi đoạn âm, tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. A pa hai đoạn âm, chi đoạn âm, tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Cá dí hai đoạn âm, ra trường âm thông thường. Tá đoạn âm, tha ru hai trường âm thông thường. Pass trường âm nhấn. Xá đoạn âm, chan trường âm nhấn. Tú đoạn âm, nô trường âm thông thường. Chi tăng áp và chi tăng tha dí ra ta tha ru pass sa chan tu nô. Nê wa đê wo na gan thấp bù na ma ro sa ha bram mu na. Chi tăng áp pa chi tăng kha yi ra ta tha ru pa sa chan tu no. Dầu thiên thần Thác Bà, dầu ma vương Phạm Thiên, không ai chiến thắng nổi người tự thắng như vậy. Của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Nê wa đê wo na gan tham bo na ma ra sa ha bram mu na. Chi tăng a pa chi tăng ca di ra tan tha ru phan sa chan chu nu. Đề quá đề vô na gan tham bố na ma ru sa ha bấm phu na. Chi tăng a pa chi tăng ca di ra
Dạ thưa con, đã đọc xong, con có sai xin ngài và đạo tràng sửa giùm cho con. Con kính mời vị kế tiếp. Alo ạ, dạ, con xin thành kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con xin thành kính đảnh lễ Chư Tôn Đức Tăng cùng quý cô tu nữ cùng toàn thể đạo tràng. Con xin được đọc câu pháp cú 105 ạ. Dạ. Nê qua đề vô na gần tha po na ma ro sa ha ra mu na chi tăng a pa chẳng kariya ta tha ru pa sa chan tu no ne wa devo na gan tha po na ma ro sa ram mu na chitang apak chitang kariya ta tha ru pa sa chan tu no. Dạ con xin được phân tích câu 1 và câu 2 ạ. Nê là trường âm thông thường, quá là đoạn âm, đê là trường âm thông thường, vô là trường âm thông thường, ná là đoạn âm, gan là trường âm nhấn, thá là trường âm đoạn âm, phô là trường âm thông thường, ná là đoạn âm, ma là trường âm thông thường, rô là trường âm thông thường, xá là đoạn âm, há là đoạn âm, râm là trường âm nhấn, mú là đoạn âm, na là trường âm thông thường. Con xin phân tích câu 3 và câu 4. Chí là đoạn âm, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, á là đoạn âm, pá là đoạn âm, chí là đoạn âm, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, cá là đoạn âm, dí là đoạn âm, ra là trường âm thông thường, tá là đoạn âm, tha là trường âm thông thường, ru là trường âm thông thường, pát là trường âm nhấn, xá là đoạn âm, chan là trường âm thông thường, tú là đoạn âm, nô là trường âm thông thường ạ. Dạ con xin được đọc lại. Nê qua đề vô na gần tha po na ma ro sa ram mu na chi tăng a pa chi tăng ca ri ya ta tha ru pa sa chan tu nô. Con xin được kể ạ. Nê qua đê vô na gan tha po na ma ro sa ha ram mu na chi tăng a pa ha chi tăng ca ri ya ta tha ru pa sa chan tu no. Nê qua đê vô na gan tha po na ma ro sa ha ram mu na chi tăng a pa chi tăng ca ri ya ta tha ru pa sa chan tu no. Dầu thiên thần Thất Bà, dầu ma vương Phạm Thiên, không ai chiến thắng nổi người tự thắng như vậy. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu ạ. Dạ con xin phép được kể xong, con mời vị khác ạ. Alo, 123, 123. Huynh đạo huynh, thấy đeo bằng tay mà sao khi nãy giờ im ru à? Alo, huynh đạo huynh. Có mặt trước máy mà. Nãy giờ thấy bàn tay của huynh đạo huynh mà không thấy cầm micro. Như vậy là xích pháp, pháp nguồn Lào Cai là người kết thúc phải không? Trong đạo tràng
À, không, máy của con không thấy. Rồi, như vậy chúng ta có vấn đề ha. Nhưng mà pháp nguồn Lào Cai chiếc này vừa đọc xong, à, có ai thấy rằng chiếc pháp nguồn Lào Cai có cái điểm nào sai? Alo. Và chiếc pháp nguồn có thấy rằng mình bị sai chỗ nào không? 123, 123, chiếc pháp nguồn có thấy mình sai chỗ nào không? À, sao em ru vậy? Con không biết hả? Rồi, bây giờ trong đạo tràng, quý vị nghe chiếc pháp nguồn Lào Cai, dòng kinh cũng tuyệt vời, dòng kể cũng tuyệt vời, nghĩa là không có chỗ nào sai hết đó. Nhưng mà khi phân tích trường âm và đoạn âm, có một chữ sai. Quý vị có nghe rõ không? Hay là mình chỉ lên mình đọc xong rồi cái không phải chữ bát. À, không phải là mình lên mình đọc xong mình làm xong bổn phần của mình rồi cái thôi ai đúng ai sai mặc kệ, miễn sao đọc xong cho là mình tặng hoa. Như vậy là thấy là mình có hưởng ứng ha. Alo. À, cái câu đầu tiên á, chi pháp nguồn Lào Cai trong khi mà phân tích á thì chi pháp nguồn Lào Cai chỉ sai có một từ mà thôi, đó là một trường âm nhấn, một trường âm nhấn trong câu đầu tiên. Như vậy chi pháp nguồn có biết cái chữ nào? Đúng rồi, chữ thấp. Chữ thấp mà nói là chữ tha, nó là một đoạn âm, không phải, nó là một trường âm nhân. Chữ thấp chứ không phải chữ tha. Gần thấp bồ, ba trường âm đi liền với nhau. Ba trường âm đi liền với nhau thì bây giờ chữ thấp này đọc là chữ tha và cho đó là đoạn âm. Vậy thì ở đây nhiều khi pháp nguồn, sư pháp nguồn muốn đạo tràng có chú ý để coi mình đọc sai vậy, có ai biết hay không ha? Nhưng mà đạo tràng vẫn tặng hoa ha. Nếu mà sĩ pháp nguồn có ý như vậy thì không nên ha. Bởi vì trường âm là trường âm, đoạn là đoạn âm, chứ không phải là trường âm rồi mình khích lệ đó hả? Khích lệ đó là sao? Trường âm là trường âm, đoạn âm là đoạn âm, chứ không phải nói một trường âm nhắn rồi chúng ta cho đó là đoạn âm, không được. Hôm nay quý vị tham gia rất là đông, sa thủ, hoan hỷ, hoan hỷ. Rồi, bây giờ chúng ta đi vào tự vận ha. Hôm nay câu Phật ngôn này tương đối dễ, cho nên quý vị tham gia đông, tinh thần học hỏi của quý vị rất là tuyệt vời. Chúng tôi rất là khâm phục quý vị trong tinh thần học pháp, tầm cầu học hỏi. Hôm nay không biết chị Nhật Quỳnh có mặt hay không, cũng không thấy chị Như Quang nữa. Alo, chị Nhật Quỳnh có mặt không ạ? Nếu mà chị Nhật Quỳnh không có mặt thì chúng tôi sẽ lướt qua ý nghĩa tự vận ha. Nề qua đề vô na gần thấp bồ. Nề qua đề vô na gần thấp bồ. Bây giờ chúng tôi phân tích từ từ ha.
chữ nê quá do cái từ na cộng với ê quá, na cộng với ê quá nó biến thành nê quá, mà na có nghĩa là không, ê quá là như vậy. Ví dụ như chúng ta hay nghe cái từ mà ê quá mê su tăng, ê quá mê su tăng, như vậy tôi nghe ha, thì chữ ê quá có nghĩa là như vậy, như vậy, mà ná ở phía trước có nghĩa là không như vậy, hay là dù là nê quá cũng có nghĩa là dù là không như vậy. Rồi chữ đê vô, do cái từ đê quá, đê quá là một danh từ nam tính, a kran tháp phung linh ga. Đê quá đây được đứng làm chủ từ số ít, bà tham ma e ca quá chana quỳ phát tí, cho nên đê quá biến thành đê vô. Đê vô là vị chư thiên, vị trời, một người ha, một ông trời, mà một ông trời ở dưới đất người ta gọi là thiên tử, là con trời, một con trời đó, ám chỉ mấy ông vua, mấy ông vua gọi là con trời đó. Rồi chữ ná có nghĩa là không. Ganh thấp bồ, ganh thấp bồ do cái từ ganh thấp ba, ganh thấp ba là một danh từ nam tính, á ganh thấp cung linh ga. Ganh thấp ba được đứng làm chủ từ số ít, bạch ma e ca quá chê na quỳ phát tí, cho nên ganh thấp ba biến thành ganh thấp bồ. Ganh thấp bồ là vị chư thiên về âm nhạc, vị chư thiên về âm nhạc, người ta còn gọi là càn thác bà, càn thác bà. Ở đây cái câu đầu tiên dầu thiên thần thác bà, nhưng mà chúng ta phải biết rằng có chữ càn ở phía trước nữa, càn thác bà ha, chứ không phải chữ thác bà này. Nhiều khi ta nghĩ rằng thác bà thác ông nữa, khổ lắm. Vậy thì câu đầu, dầu là vì trời, dầu là càn thác bà ha, nhưng mà có chữ ná có nghĩa là không phải là vì trời, không phải là càn thác bà. Rồi câu số 2 ha, câu số 2 sao đây, câu số 2 na ma ro sa ha pram mu na, na ma ro sa ha pram mu na, chữ na có nghĩa là không, ma ro, ma ro có nghĩa là ma vương ha, do từ ma rá, nhưng mà ở đây đứng làm chủ từ cho nên ma rá biến thành ma vương. Rồi chữ sa ha, sa ha đây là một liên từ với với ma vương, với cái gì, pramuna, pramuna do cái từ pramma, pramma nó là một danh từ nam tính, nhưng mà ở đây được chia theo sở dụng cách số ít, sở dụng cách số ít có nghĩa là tất giáo quy pháp tí e ca quá trình ha, cho nên chữ pramma biến thành pramuna. Pramuna có nghĩa là phạm thiên, phạm thiên. Vậy thì không, ma vương với phạm thiền, câu số 2 ha, dầu ma vương phạm thiền. Rồi bây giờ qua câu số 3 ha, chi tăng abba chi tăng ca di ra, chữ chi tăng có nghĩa là sự chiến thắng, đây là một danh động từ trung tính, sự chiến thắng. Rồi abba chi tăng là sự thất bại, tức là không chiến thắng, có chữ A phía trước. Bởi vì chữ A tiếp đầu ngữ này có nghĩa là lìa ra khỏi,
mà lìa ra khỏi cái sự chiến thắng, cho nên là thất bại. Chiến thắng, thất bại, rồi cái dưới ra, đây là một động từ chú ý, có nghĩa là có thể tạo nên, nên làm, có thể tạo nên hay là nên làm, mà nên làm sao chiến thắng thất bại. Các câu số 3, ngài hòa thượng dịch là không ai chiến thắng nổi. Có nghĩa là dù chiến thắng hay là thất bại. Rồi sao câu cuối cùng? Câu cuối cùng, ta tha rù phá xá chanh tu nộ, ta rù phá xá chanh tu nộ. Cái chữ ta tha rù phá xá ở đây do hai từ cộng lại, chữ ta tha. Ta tha đây là một trạng từ, có nghĩa là như thế. Rồi rù phá xá, rù phá xá do cái từ rù phá. Rupa nó là một danh từ trung tính, akarantanapum sakalinga. Rupa có nghĩa là phẩm chất hay là sắc pháp hay là vật chất hoặc là bề ngoài hay là hình thức. Nhưng mà cái từ Rupa này được dựa theo sở hữu cách su ích khá thi vì phá thi e các quá trình a, cho nên Rupa biến thành Rupasa. Hai từ này đi chung, tathārūpassa có nghĩa là của người có phẩm chất như thế, của người có phẩm chất như thế. Và chữ cuối cùng là chantūno. Chantūno do cái từ chantū. Chantū nó là một danh từ nam tính, ukarantapumlinga. Và chanh tú này được chia theo sở hữu các số ít chát thí quỳ phát tí e câu quá trình a, cho nên chanh tú biến thành chanh tú nô, của nhân loại, của loài người, của chúng sanh. Cái câu cuối cùng này ta tha rù pas sa chanh tú nô. Cái chữ pas ở đây chị Kim Nhung hả? Alo, chị Kim Nhung còn rung không? Chạy mất tiêu rồi. Chị Kim Nhung đọc cái chữ pass, nó giống như chữ ba vậy. Chỗ này nó là một trường âm nhấn thì chúng ta phải đọc ta thà ru pass, chứ không phải là ru ba ha. Rồi như vậy ý nghĩa câu Phật ngôn 105, dầu là vị trời, dầu là Càn Thất Bà, dầu là Ma Vương cùng với Phạm Thiên, không ai có thể tạo nên sự chiến thắng của con người có phẩm chất như thế trở thành chiến bại. Alo, dầu là vị trời, dầu là Càn Thất Bà, dầu là Ma Vương cùng với Phạm Thiên, không ai có thể tạo nên sự chiến thắng của con người có phẩm chất như thế trở thành chiến bại. Chiến bại đây tức là thành công và thất bại, gọi là chiến bại ha. Ngài Hòa Thượng Giới Đức đã phổ thơ lục bát thế này: vẻ vang tự thắng chiến mình, có hơn ngàn vạn chiến binh xa trường, chư thiên phạm đế ma vương làm sao thắng kẻ tự thường thắng nghi. Vẻ vang tự thắng chính mình, có hơn ngàn vạn chiến binh xa trường, chư thiên phạm đế ma vương làm sao thắng kẻ tự thường thắng y. Và ngài Hòa Thượng Minh Châu đã phổ thơ Ngũ Ngôn: dầu thiên thần Thác Bà, dầu ma vương Phạm Thiên, không ai chiến thắng nổi người tự thắng như vậy. Dù thiên thần Thác Bà, dù ma vương Phạm Thiên, không ai chiến thắng nổi người tự thắng như vậy.
Alo, trong phần từ vựng, quý vị thấy có chỗ nào rắc rối không? 1, 2, 3, quý vị còn nghe rõ không? Trong phần biểu vựng có gì quý vị cảm thấy không ổn? Rồi, im ru ha. Bây giờ chúng ta nghe duyên sự ha. Câu Phật ngôn 104 và câu Phật ngôn 105 cùng một duyên sự. Và duyên sự đó như thế này. Khi Đức Phật ngự tại chùa Kỳ Viên, Ngài đề cập đến một cái vị Bà La Môn. Và vị Bà La Môn này đã hỏi về hai vấn đề: được và mất. Tức là ông Bà La Môn này ông thắc mắc, chắc là Đức Phật chỉ biết có được chứ không biết có mất, chỉ biết có lợi mà không biết có hại. Và ông ta đã đi hỏi Đức Phật, rồi được Đức Phật trả lời: này Bà La Môn, ta biết cả hai, được và mất. Vậy thì xin Ngài nói cho con về mất đi. Đức Phật mới trả lời: ngủ nướng sau khi mặt trời đã mọc, rã rượi, biến ngát, hung bạo mà hưởng phước lâu dài, hành trình theo một tà đạo, bám theo sắc đẹp của vợ người khác. Này Bà La Môn, nương theo các pháp ấy thì người sẽ không được lợi ích. Những thứ không lợi ích gồm: thứ nhất, ngủ muộn, biến lười, chiếm thứ hai; thứ ba, ánh trăng soi; thứ tư, giàu sang mãi; thứ năm, hay đi lại; sáu, vụng trộm vợ người. Chạy theo những việc ấy, hỡi này Bà La Môn, ngươi sẽ được những thứ không ích lợi cho mình. Bà La Môn ông nghe xong ca ngợi Đức Phật: hay thay, lành thay, đấng đạo sư của mọi người, bậc lãnh đạo của mọi người, Ngài biết cả hai, được và mất. Thật thế này Bà La Môn, không ai biết gần hơn Như Lai về mất. Rồi Đức Phật xem xét làm cách nào để chuyển hóa được ông Bà La Môn. Ngài mới hỏi: này Bà La Môn, ông sống bằng cái nghề gì? Bằng nghề cờ bạc, Ngài Gotama. Thế ai được, ông hay là người kia? Có khi thì con, có khi thì người khác. Này Bà La Môn, chiến thắng kẻ khác là một việc làm tầm thường. Chiến thắng như thế đâu có lợi lạc gì. Những người nào mà chiến thắng được dục lạc và tự thắng mình thì chiến thắng như thế lợi lạc hơn. Không ai có thể đánh bại được mình. Và Đức Phật Ngài đã nói lên hai câu Phật ngôn 104 và 105. Hôm nay câu Phật ngôn 105 chúng ta đang học đây, chúng ta xin đọc lại ha. Nề quá đề vô nát gần thấp bồ nát ma rô sa hát rầm mu na chi tăng a pa chi tăng ca di ra ta tha rô pa sa chan tu nô dầu thiên thần thác bà, dầu ma vương phạm thiên, không ai chiến thắng nổi người tự thắng như vậy. Và khi mà câu Phật ngôn chấm dứt thì ông Bà La Môn này đã chứng đắc thánh quả Tu Đà Hoàn. Trong duyên sự câu Phật ngôn 104, tự thắng tốt đẹp hơn chiến thắng người khác. Người khéo điều phục mình thường sống tự chế ngự.
Và câu Phật ngôn 105, dầu thiên thần Thác Bà, dầu Ma Vương Phạm Thiên, không ai chiến thắng nổi người tự thắng như vậy. Trong chương trình hai câu Phật ngôn này, cho chúng ta thấy rằng Đức Phật giải rằng việc được thua, được điều bất lợi chớ tranh đua, dậy trưa ngủ nướng thua là được, quyến rũ vợ người được cũng thua, cờ bạc được thua ấy sự thường, không gì vinh hạnh đáng phô trương, tự mình thắng được mình mới quý, tự thắng thì ai dám tự đường. Rồi như vậy thì qua hai câu Phật ngôn này, quý vị có thời gian để chúng ta thấy được vấn đề được mất. Đây là tám pháp phi nhân, nhưng mà cái ông Bà La Môn này cứ nghĩ rằng Đức Phật chỉ biết cái hay thôi, chứ không biết cái dở, chỉ biết cái được thôi, không biết cái bất lợi, là chỉ biết cái hay, không biết cái dở. Như vậy thì ông ta mới thắc mắc, và chính cái việc của ông ta là cái vấn đề được thua của cái nghề cờ bạc. Và Đức Phật nói rằng mình tự chiến thắng lấy chính mình, đó mới là một cái vấn đề quan trọng. Một vấn đề quan trọng ở đây, Đức Phật nói là phải tự điều chỉnh cái cử chỉ, hành vi, lời nói, để rồi mình làm chủ chính mình, tức là tự thắng tốt đẹp hơn hơn chiến thắng người khác. Tức là mình phải làm chủ chính mình, khéo điều phục chính mình, tức là khéo thu thúc lục căn, để rồi coi như nó thành một cái thường thân yêu duyên, một cái sự huân tập. Và khi một sự huân tập như vậy thì dù là chư thiên, dù là Càn Thất Bà, dù là Ma Vương, dù là Phạm Thiên, nhưng mà mình làm chủ lấy chính mình thì không ai chiến thắng mình nổi. Mục đích của câu Phật ngôn 104, 105 tức là chiến thắng ngàn ngàn quân địch, nhưng mà chiến thắng lấy chính mình mới là vẻ vang hơn. Hôm nay thời gian còn nhiều, mời quý vị có ý kiến về câu Phật ngôn này, câu Phật ngôn 104, câu Phật ngôn 105. Alo, ai là người có ý kiến đầu tiên? Không đưa tay là xin mời ạ. Quý vị tự nguyện hay là ý định? Muốn sao? Bây giờ coi như ý định đi. Mời Thích Pháp Nguồn Lào Cai. Thích Pháp Nguồn Lào Cai làm cho cái vị Càn Thất Bà này buồn nè. Tên của một vị Càn Thất Bà, một cái vị chư thiên về âm nhạc mà bây giờ coi như là nói sai tên, chắc là cái vị chư thiên này cũng buồn lắm. Thôi bây giờ xin mời Thích Pháp Nguồn lên xin lỗi vị chư thiên âm nhạc này đi, và có ý kiến về câu Phật ngôn này. Alo, mời Sư Pháp Nguồn. Dạ, con xin thành kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ Ngài Trí Đức. Con tại vì chữ Bali con chưa được dành lắm, thưa sư, cái chữ Thabo đấy tại con là không dành lắm, nên con mới chia ra, chia là chữ thá cho để ý chữ bờ đằng sau nữa, cho nên là con mới bị sai. Con cũng biết lỗi, đã con xin sám hối vị Càn Thác Bà. Con xin sám hối sư ạ. Cái bài này thì con thấy là Đức Phật nói đến là người tự thắng chính cái bản thân mình đó. Là nếu như mà dù mình cũng có cái câu là thắng ngàn quân địch không bằng tự thắng mình đó, thì cái câu này con cũng thấy tương tự là như vậy. Thì
dù thiên thần Cát Bà hoặc ma vương Phạm Thiên thì những vị này thì là có quyền lực oai lực rất là nhiều, thì có thể đánh bại tất cả, nhưng mà vẫn phải thua những người mà tự chiến thắng bản thân, như là tự mình tu tập để mà cho cái tâm nó mạnh mẽ lên á, thì sẽ không sợ hãi, dầu chết cũng không sợ. Theo con thì là như vậy. Còn ví dụ như là những người mà làm việc ác á, dù trốn ở đâu đi nữa thì cái quả nó vẫn phải trổ đến với người đấy. Cho nên là do cái bài đấy con cũng liên tưởng đến là dù mình có trốn ở nơi đâu đi chăng nữa, nhưng cái quả ác nghiệp thì nó vẫn trổ thôi. Cho nên là cái việc làm việc thiện, việc tốt lành và việc tu tập là rất là cần thiết ạ. Và nhất là tu tập mình hàng ngày, mình trau dồi rèn luyện thân tâm thì cái tâm của mình, cái việc thiện nó trợ duyên cho cái tâm của mình nó định tĩnh rồi thì nó mát lành á, rồi từ từ cái tâm của mình nó mạnh lên, thì khi đó thì tất cả mọi trở ngại ở trong cuộc sống hay là những cái trái ý nghịch lòng á thì nó sẽ không làm cho mình bị khổ đau rồi bị gục ngã. Cho nên là cái câu này là con thấy là không ai chiến thắng nổi người tự thắng như vậy, thì mình phải tự chiến thắng chính bản thân của mình để cho những cái dục vọng nó bớt sinh khởi, rồi dần dần nó sẽ hết sinh khởi. Thì mình như sư Tuệ Khanh nói là mình hãy cố gắng không thành phàm nữa. Không thành phàm nữa. Và thì mình phải cố gắng như vậy. Chứ còn thánh thì mình không biết như thế nào. Nhưng mà mình cứ không có cố gắng tu để không còn là phàm nữa. Vậy thì mình sẽ cố gắng tự chiến thắng chính cái bản thân của mình. Không để tất cả những cái bên ngoài nó chỉ đạo mình nữa. Để mà cho cái tâm của mình nó mạnh mẽ lên. Dạ, như vậy thì là chiến thắng tối thượng ạ. Dạ, con xin phép được xuống mic. Con kính tri ân Ngài, mong giảng thêm cho chúng con được hiểu biết ạ. Dạ. Sa thủ chức pháp nguồn Lào Cai ha. Chức pháp nguồn có nhiều ý kiến hay đó, ha. Nhất là câu Phật ngôn này. Cũng nói lên cái ý tức là mình phải làm chủ chính mình ha, phải chiến thắng chính bản thân của mình. Nhưng mà đi vô chi tiết một chút nhé, tức là phải có một vài ví dụ trong cuộc sống mình đã từng vượt qua hoặc là trải nghiệm để cái câu Phật ngôn này nó sát với thực tế của chúng ta ha. Rồi bây giờ mời Sĩ Quang Thanh nè. Cái Quang Thanh cũng có nhiều ý kiến hay lắm à, lúc này cũng tiến bộ nhiều ha. Rồi mời Sĩ Quang Thanh. Alo à, Sĩ Quang Thanh có ý kiến thế nào về câu Phật ngôn 104, 105? Rồi mời Sĩ Quang Thanh ha. Kính đảnh lễ Đức Pháp Ngài Trúc Trao Tràng. Cứ cô tu con ăn con nghe duyên sự con vừa ra ngoài, con vừa vào ra vào thì qua hai câu pháp cú 104, 105 thì theo con thì các vị ngài nói rồi, nhưng mà để mình hiểu, để mình học, để mình hành cho nó có ngay cái sự an vui trong hiện tại, thì theo con là mình đầu tiên là mình nhìn vào chính tâm của mình. Thì thật sự ra nói cái câu mà nhìn chính tâm của mình thì nó
là rất là rộng. Thế nhưng là theo con thì con đã gặp một cái vụ mà COVID đấy, con đã nhận ra và con thấy được là mình không có nương tựa vào ai hết mà mình chỉ nương tựa vào giáo pháp, rồi là mình từ đó để mình thực tập giáo pháp để áp dụng cái những lời mà Đức Phật dạy vào cuộc sống hàng ngày. Ví dụ như là mình hàng ngày mình tiếp xúc với các trần cảnh bên ngoài, nhưng mà mình không có để mình phải có một cái tâm chánh niệm